Đây, cáo cá của bác Hồ đây mọi người này. Đấy, bò chưa cá này. Tôi rất thích cá này. Toàn cá sắp đỏ. Ôi. Cá này cá gì này? Cá như của cá nhàng ấy. Cá như của cá sông. Alo. Cá như của cá sảm to, cá mương ấy. Tối thế. Nhà tưởng niệm ôi diệt nguyên sinh sắc thân sinh của bác Hồ này. Còn bên này là Nguyễn Sinh Nhận, ông nội chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây. Sẽ dẫn mọi người vào xem. À, nhà ngày xưa rất là nhỏ nhắn nhỉ. Đây một ngôi nhà ngày xưa đây. Đấy. Đây là chắc là dựng lại thôi. Yêu cầu quý khách không sờ lên hiện vật. Đây một ngôi nhà rất là nhỏ nhắn. Đây là ngôi nhà của ông nội. Mọi người thì cũng khá là đông đi vào. Đấy, đây là đường lối vào nhà bác cụ ốc bộ. Hôm nay các cô từ thủ đô Hà Nội đây bác Hồ chúc gì con cháu đã về với quê hương bạn. Di tích này có tên gọi làng sen là quê người bác Hồ gắn bó 5 năm của tuổi niên thiếu từ năm bạn 11 cho đến 16 tuổi và hai lần được đón bạn về với quê hương năm 1957 và 1961 rằng di tích làng sen đã có cách đây 122 năm. Năm 1901, bộ bác Hồ đi thi và đỗ phó bảng. Bà con vinh sự có cái độ cao, họ góp công của mua ngôi nhà gỗ năm san để mừng cho bố bà. Đồng thời lúc đó ông Nguyễn Thanh Thuyết, anh của bố bác Hồ cũng mừng em ngôi nhà bếp ba gian phía dưới. Theo phong tục vinh quy bãi tổ, ông Nguyễn Thanh Sắc đưa các con trở về quê nội. Về đây gia đình bác chỉ còn bốn người ạ, là bố, anh trai, chị gái và bác Hồ. Bà Hoàng Thị Loan mẹ của bác mất ở Huế, 33 tuổi. Bà cũng thưa với các cô là còn 10 ngày nữa là giỗ bà Hoàng Thị Loan, mẹ của bác, 123 năm ngày bà Hoàng Thị Loan qua đời. Còn anh và chị bác, còn người em của bác Hồ thì mất chưa tròn 1 tuổi vì sức khỏe yếu và không có sữa mẹ. Là người trọng ơn nghĩa về đây, bộ bác Hồ lập bàn thờ sang thứ 2 trang trọng để tưởng nhớ vợ. Cạnh bàn thờ ông Sắc đặt tấm biển nhà vua ban tặng khi đổ đạt là ân tử Ninh Sa, ơn vua ban về cho gia đình tổ. Mong muốn nơi chín suối, vong linh vợ sẽ được toàn nguyện ạ. Cuộc đời bà Hoàng Thị Loan, 15 tuổi mẹ lấy chồng, 33 tuổi bà không còn nữa. 18 năm trời tạo tần giúp chồng ăn học nuôi cả con khôn lớn. Mẹ chỉ mong được nhìn thấy chồng đỗ đạt cả con trưởng thành. Nhưng khi bố bác đỗ phó bảng về quê nội, mẹ đã an nghỉ tại Huế. Hôm nay cả cô về đây sân bỏ hoa lên bàn thờ, tưởng nhớ người thân yêu của bạn. Bố mất ở cao lãnh Đồng Tháp một tỉnh miền Nam năm 1929. Anh và chị qua đời tại làng sen, cả con không ai lấy vợ, lấy chồng, tham gia hoạt động cứu đứa cả. Khi mất thì anh chị được về hương khỏi chung với bố mẹ. Còn riêng với bác, bố chính trị đã xây nhà thờ lớn phía bên kia một năm sau ngày bác đi xa, là con cháu về thắp hương và sân hoa viếng bác. Bố bác Hồ ngày đó là khi bố Phạm sang đầu tiên này tiễn khách. Khách đến chơi có rất nhiều người yêu nữa cả, cụ Phan Bội Châu, cụ Vương Thúc Quý, cụ Đặng Nguyên Ngân. Cả cụ bình luận thơ văn trò chuyện uống nước, mỗi khi kỷ đảo, bàn luôn cả việc nước. Bác Hồ chúng ta là người con nhỏ nhất trong gia đình, thường ngày được bố cho đứng cạnh Phạm tiếp thuộc nước cho khách. Cậu bé thông minh nhạy cảm, lắng tai nghe câu chuyện các cụ, bác hiểu được nỗi trăn trở, dây dứt của các bậc cha chủ trước vận mệnh nước nhà. Có thể nói rằng quê nội làng sen, nơi đã bước đầu góp phần hình thành tư tưởng yêu nước, địa chỉ giải phóng dân tộc, con đường cứu nước bác lựa chọn. Còn gian thứ ba là nơi nghỉ của chị gái bác Hồ, cô Nguyễn Thị Thanh. Cháu mời cả nhà vào sắp cuối, chúng ta thăm nơi bác nghỉ. Đây là bếp.
có hai gian. Bộ phận gian thứ tư ạ, có cửa sổ đây ạ, là nơi nghỉ của bộ Bác Hồ, ông Nguyễn Sinh Sắc. Còn bộ phận gian cuối đây là nơi nghỉ của Bác Hồ chúng ta và anh trai Nguyễn Sinh Khiêm. Bộ phận bây giờ ngắn hơn trước khoảng 10 cm. Bộ Bác Hồ cho một người nghèo sử dụng mùa đông giá rét, họ đốt được sợi ấm thì vô tình lửa lan cháy tấm phản ngoài cùng, biết lòm cháy đấy ạ. Để các tấm tương đối bằng nhau, chúng ta cưa ngắn. Xa quê hơn nửa thế kỷ, ngày về Bác Hồ vẫn nhận ra, Bác hỏi là bộ phận ngắn hơn trước phải không cô chủ? Đúng như vậy. Án thơ này bộ Bác Hồ dạy chữ cho con, bà con hàng xóm để uống nước chè xanh, ấm áp tình làng nghề xóm. Còn bên kia là rương gỗ, ở Hà Nội các cô gọi là hòm gỗ ạ, đừng tham khảo. Bên này là chiếc tủ, bà con làng sen mừng bộ Bác Hồ đỗ đạt. Còn là trên là mâm gỗ sơn son, gia đình dùng tiếng khách quý. Ngày thường cả nhà bác chỉ ăn cơm, mâm tre dễ bếp. Thì cháu cũng thưa với đoàn là toàn bộ phần gỗ bằng các biện pháp bảo quản đến nay chúng ta đang giữ được nguyên. Chỉ có là tranh tre, lửa lá, mình buộc phải khôi phục lại. Mãi tranh ngả mỹ là khoảng 2 năm lập một lần. Bây giờ với đoàn mình thăm ngôi nhà bếp này. Từ đây mẹ không còn nữa, chỉ bác Hồ nội trợ lo liệu công việc nấu nướng trong gia đình. Nhưng mà thưa với cô và anh chị là bác Hồ và anh trai là cảnh tượng diện ông Nguyễn Danh Cốc ngoài cổng đổ vào trong chung cho chị gái nấu ăn. Trong bếp là chiếc kiềng nhỏ ba chân, mâm tre nhà bác thường ngày ăn cơm. Bà con địa phương ở đây gọi là mươn ạ, ngoài kia cô gọi là chỏng tre đấy. Là nấu xong rồi thì chị gái bác Hồ cắt nồi nêu đất trong chiếc tủ tre, ở đây bà con gọi là chàn tre. Cô Thanh chị bác đẹp, người đẹp lệ, nhiều chàng trai đến hỏi làm vợ, nhưng cả chị cả anh bác tham gia hoạt động cứu nước, không ai lấy vợ, lấy chồng cả. Năm 1946 tại thủ đô Hà Nội ạ, sau 40 năm trời xa cách, hoạt động yêu nước, mỗi người một nơi, anh chị em bác Hồ nhận được tin nhau và được gặp gỡ tại thủ đô Hà Nội. Chị gái bác Hồ nấu và ăn với em bữa cơm tại nhà giáo sư Đặng Thái Mai. 40 năm bữa cơm đầu tiên của chị em bác ngày gặp lại nhau. Sau đó chị bác trở về quê hương để hoạt động yêu nước và cho cậu Nguyễn Sinh Khiêm, anh của bác cũng được ra thăm em. Tại nhà khách Bác Bồ Phủ, anh em bác nói chuyện tâm sự với nhau chỉ có 1 giờ đồng hồ ngắn ngủi, bởi chiến tranh phải chia tay hẹn ngày gặp lại. Cậu Khiêm trở về quê hương hoạt động yêu nước cùng với chị gái, chờ mong ngày đón bác về thăm quê, còn bác thì chuyển lên chiến khu Việt Bắc lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp ạ. Nhưng năm 1950, ở đội rừng Việt Bắc xa xôi, bác nhận tin buồn, anh trai của bác qua đời, anh bác hưởng thọ 62 tuổi. Nhận tin anh mất, bác đang trực tiếp chỉ đạo chiến dịch biên giới Thu Đông, không thể về quê hương chiều tang anh, nén chặt nỗi đau vào lòng. Bác Hồ chỉ kịp gửi bức điện chia buồn với gia đình quê hương, nội dung bức điện bác viết. Nghe tin anh cả mất, lòng tôi rất buồn sầu, vì việc nước nặng nhiều, đường xá xa cách. Lúc anh đau yếu, tôi không thể trông nom. Lúc anh tả thể, tôi không thể lo liệu. Than ôi, tôi xin chịu tội bắt đệ trước linh hồn anh. Xin bà con nguyên lượng cho người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước. Nỗi đau mất anh chưa nguôi ngoai ạ. Bộ năm sau bác nhận tin chị gái qua đời, người thân cuối cùng trong gia đình. Nhưng năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra mới có 1 tuần lễ, trong giai đoạn vô cùng ác liệt, bác cũng không thể trở về chịu thang gì. Xa quê hương bôn ba tìm đường cứu nước cứu dân, lúc đã trở thành một cụ già 67 tuổi, bác mới có dịp trở về thăm quê rồi. Khi bác về đây, bao thương nhớ đợi chờ, kỷ vật còn nguyên vẹn, người thân không còn có ai nữa. Đứng trước bàn thờ, bác thắp hương cho bố mẹ, anh chị, bác những người thân khôn nguôi. Nhưng con cháu về đây hôm nay công tác phòng chống cháy nên là chúng ta không dâng hương tại nhà tranh này. Mà lát nữa thì cô và anh chị sẽ về thắp hương dâng hoa tại nhà thờ của bác bên kia ạ. Muốn vườn bác đẹp, một đồng chí cán bộ tỉnh Nghệ An xin phép trồng hoa trong vườn. Bác bảo là theo bác thì hoa khoai lang vẫn đẹp. Câu nói của bác có rất nhiều ý nghĩa. Đất nước chiến tranh, ba miền con cháu, nơi đâu cũng đói nghèo. Bác muốn trồng khoai tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân. Khoai lang vừa có hoa đẹp cho lá củ mình ăn chống đói. Thế là từ đó vườn nhà bác chỉ trồng khoai, trồng lạc, trồng đầu thôi ạ. Năm 1964, bác trở về quê hương Nghệ An. Hạnh phúc vinh dự đón bác về thăm, không ngờ được lần cuối cùng được đón bác trở về thăm quê.
Hôm nay gần đến ngày giỗ thân mẫu Bác Hồ, bà Hoàng Thị Loan, và cũng chuẩn bị bước sang một mùa xuân mới. Con cháu ngay tại thủ đô Hà Nội, niềm hạnh phúc vô bờ bến, đó là nơi Bác Hồ sống gắn bó một thời gian rất dài, 15 năm cuối cuộc đời ạ. Và cũng là nơi Bác Hồ yên nghỉ vĩnh hằng, chúng ta luôn có Bác ở bên cạnh. Thì cả cô và anh chị của mình không quản ngại đường xa, thời tiết bắt đầu lành, nhưng mà chúng ta vẫn trở về để thăm quê hương Bác, tri ân công ơn tình cảm Bác dành nhiều nhất cho thủ đô yêu dấu, trái tim của cả đất nước. Còn lát nữa thì bên kia đã chuẩn bị hương rồi, các cô và anh chị sang một bỏ hoa và chúng ta sẽ dâng hương, dâng hoa về Bác Hồ kính yêu, nội dung hướng dẫn tại ngôi nhà thân thương của Bác ở. Cháu xin phép được kết thúc tại đây. Chúc các cô và anh chị của mình luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và chuẩn bị đón một năm mới xanh nhiều tháng lời ạ. Cảm ơn cô và anh chị đã.